Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự trưa thứ năm ngày 23 tháng 5 của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Chương trình đang được phát trực tiếp trên kênh STV. Sau đây là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Thuận Châu tổ chức đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang giai đoạn 2019-2024. Hiệu quả từ dự án cải thiện sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh trong cộng đồng dân tộc thiểu số tại Sơn La. Qua nuôi con bằng sữa mẹ thì em thấy gia đình em cũng tiết kiệm được chi phí sinh hoạt hơn, với cả con cũng khỏe khoắn hơn. Phú Yên tăng cường đảm bảo an toàn giao thông đường thủy trong mùa mưa lũ. Ở bến phà là có phương án phòng chống bão lũ, 4 tại chỗ, anh em là đủ ca đủ kíp trực 24/24. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành quy định số 144/2024, quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên giai đoạn mới. Xin được giới thiệu tóm tắt với quý vị những nội dung chính của quy định này. Chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên giai đoạn mới. Một là yêu nước, tôn trọng nhân dân, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng cách mạng của Đảng. Nêu cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, tôn trọng, tin tưởng, gần gũi và gắn bó mật thiết với nhân dân, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích chung của Đảng, Nhà nước và của nhân dân lên trên hết, trước hết. Hai là bản lĩnh đổi mới, sáng tạo, hội nhập, trong đó xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng trước mọi khó khăn thử thách, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn thách thức, hành động vì lợi ích chung, vì nước, vì dân, đồng thời chủ động nâng cao kiến thức, kỹ năng, năng lực công tác, làm việc trong môi trường quốc tế. 3. Là cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Đó là tâm huyết, trách nhiệm, dấn thân, nỗ lực hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao, quản lý, sử dụng tài sản công đúng mục đích, đúng quy định, tiết kiệm và hiệu quả, trong sạch, không tham ô, tham nhũng, tiêu cực, không gây phiền hà, sách nhiễu, trung thực, thẳng thắn, khách quan, công tâm, thực hiện văn hóa từ chức khi không đủ khả năng, uy tín. 4 là đoàn kết, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm. Bộ Chính trị yêu cầu cán bộ đảng viên luôn gìn giữ sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, cơ quan, tổ chức và trong nhân dân. Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện chia rẽ, bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm. Sống có nghĩa tình, chân thành, thương yêu, đối xử giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp và mọi người theo lẽ phải, phù hợp với đạo lý dân tộc cùng nhau tiến bộ. Kiên quyết đấu tranh phê phán mọi hành vi né tránh, đùn đẩy hoặc có tư tưởng trung bình chủ nghĩa, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm, không dám làm. 5. Là gương mẫu, khiêm tốn, tu dưỡng, rèn luyện, học tập suốt đời. Cán bộ đảng viên, chức vụ càng cao, càng phải gương mẫu, cấp trên gương mẫu trước cấp dưới. Cấp ủy gương mẫu trước đảng viên gương mẫu trước quần chúng. Tích cực vận động, thuyết phục gia đình, người thân, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Khiêm tốn, cầu thị, giản dị, không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao phẩm chất, đạo đức, trình độ, năng lực công tác, nói đi đôi với làm đi đôi với nói, đã nói là làm. Ngày 22 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La đã tổ chức công bố quyết định về công tác cán bộ tại huyện Vân Hồ. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại hội nghị đã công bố quyết định số 888 ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Vân Hồ đối với đồng chí Nguyễn Thế Phương, Phó Bí thư huyện ủy Vân Hồ, đã được Hội đồng Nhân dân huyện Vân Hồ tín nhiệm bầu giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Vân Hồ nhiệm kỳ 2021-2026. Trao quyết định tặng hoa chúc mừng Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Vân Hồ, đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh: trên cương vị công tác mới, đồng chí Nguyễn Thế Phương, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Vân Hồ sẽ phát huy những kinh nghiệm của bản thân để cùng tập thể thường trực huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh đã đặt ra trong nhiệm kỳ và những năm tiếp theo. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bắc Yên vừa tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện Bắc Yên lần thứ 16, nhiệm kỳ 2021-2026.
Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bắc Yên có 16 tổ chức cơ sở hội và một tổ chức hội trực thuộc với 99 chi hội, hơn 10.820 hội viên tham gia sinh hoạt. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện công tác hội và phong trào phụ nữ. Kết quả đã triển khai đạt và vượt 17 trên 19 tiêu chí của nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện lần thứ 16. Cùng với đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bắc Yên tích cực triển khai các phong trào thi đua gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, việc thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, triển khai hiệu quả các khâu đột phá gắn với 3 nhiệm vụ trọng tâm của hội, thực hiện các chương trình như đồng hành cùng phụ nữ biên cương, chương trình mẹ đỡ đầu, mái ấm tình thương. Hội Phụ nữ huyện đã huy động nguồn lực hỗ trợ xóa nhà tạm, xây dựng các công trình và tặng quà cho các gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị hàng trăm triệu đồng. Bên cạnh đó, công tác tham gia xây dựng đảng, hệ thống chính trị, giám sát, phản biện xã hội, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới được Hội Liên Phụ Nữ huyện Bắc Yên chú trọng, quan tâm công tác xây dựng tổ chức hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả, hội nhập quốc tế. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, tham luận, đưa ra nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác hội và phong trào phụ nữ trong thời gian tới. Ngày 22 tháng 5, Ủy ban Nhân dân huyện Thuận Châu đã tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện giai đoạn 2019-2024. Giai đoạn 2019-2024, phong trào thi đua quyết thắng và thi đua yêu nước của lực lượng vũ trang huyện Thuận Châu được triển khai đồng bộ rộng khắp, trong đó xây dựng nhân rộng các điển hình tiên tiến gắn với cuộc vận động, phát huy truyền thống cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ và các phong trào thi đua, quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới, vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau. Toàn huyện đã tổ chức 47 cuộc diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện, xã, diễn tập ứng phó cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn và ứng phó lũ bão, tìm kiếm cứu nạn. Với những thành tích đạt được, 5 năm qua, huyện Thuận Châu đã có 12 cá nhân được Chủ tịch nước tặng huy chương quân kỳ quyết thắng, 20 cá nhân được tặng huy chương chiến sĩ vẻ vang hạng nhất nhì 3, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tặng đơn vị quyết thắng 3 năm và nhiều bằng khen, giấy khen, danh hiệu dành cho các tập thể cá nhân, lực lượng vũ trang có thành tích xuất sắc. Giai đoạn 2024-2029, huyện Thuận Châu tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy chính quyền, người chủ trì các cấp với công tác thi đua khen thưởng, cải tiến, đổi mới phương thức tổ chức hoạt động, các phong trào thi đua theo hướng thiết thực, kết hợp các đợt thi đua cao điểm, đột kích, đánh giá, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, tăng cường tuyên truyền cổ động phong trào thi đua, gương người tốt việc tốt, tích cực phát hiện bồi dưỡng và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến, lực lượng thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương. Chiều ngày 22 tháng 5, Liên đoàn Lao động huyện Quỳnh Nhai tổ chức lễ công bố quyết định kết nạp đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Du lịch Quỳnh Nhai Travel. Tại buổi lễ, Liên đoàn Lao động huyện đã công bố quyết định kết nạp 9 đồng chí là người lao động đang làm việc tại Công ty Cổ phần Du lịch Quỳnh Nhai Travel vào Tổ chức Công đoàn Việt Nam kể từ ngày 20 tháng 5 năm 2024. Quyết định về thành lập công đoàn cơ sở, chỉ định ban chấp hành lâm thời và các chức danh trong ban chấp hành công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Du lịch Quỳnh Nhai Travel. Đây là công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài nhà nước đầu tiên tại huyện Quỳnh Nhai được thành lập có tổ chức đảng, tổ chức công đoàn. Được triển khai từ tháng 6 năm 2022, dự án cải thiện sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh trong cộng đồng dân tộc thiểu số tại Sơn La do Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Quốc tế tại Việt Nam tài trợ tại 5 xã vùng cao của huyện Mường La đã tạo chuyển biến tích cực, nâng cao nhận thức, hành vi chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh tại các bản khu dân cư, đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Được sự tư vấn của cán bộ trạm y tế xã, chị Lò Thị Hằng ở bản Phiêng Cại, xã Triềng Lao, huyện Mường La đã có thêm các kiến thức về chăm sóc trẻ sơ sinh, nuôi con bằng sữa mẹ. Qua nuôi con bằng sữa mẹ thì em thấy gia đình em cũng tiết kiệm được chi phí sinh hoạt hơn, với cả con cũng khỏe khoắn hơn. Dự án cải thiện sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh trong cộng đồng dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La được triển khai tại 5 xã là Triềng Công, Triềng Hoa, Triềng Muôn, Triềng Lao và Nậm Rôn của huyện Mường La. Sau 2 năm thực hiện, các xã vùng dự án đã thành lập 5 đội chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh lưu động, thực hiện nhiệm vụ đến các bản để khám thai, thăm khám sau sinh trong vòng 42 ngày đầu sau sinh cho bà mẹ và trẻ sơ sinh, ít nhất 2 lần một tháng. Thành lập 4 đội chuyển tuyến dựa vào cộng đồng tại các xã Nậm Rôn, Triềng Công, xây dựng tài liệu truyền thông, tổ chức các hoạt động, chiến dịch truyền thông thay đổi hành vi tại cộng đồng về chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh tại các xã,
tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em cho đội ngũ cán bộ y tế. Đối với những người vùng sâu vùng xa là người dân tộc thiểu số như người dân tộc Mông, thì chúng ta phải tổ chức là tuyên truyền bằng tiếng Mông cho người dân, hoặc là người Thái thì cũng tổ chức tuyên truyền bằng tiếng Thái cho người dân để người dân mới hiểu được. Sau 2 năm thực hiện, dự án đã mang lại hiệu quả tích cực. Gia đình và cộng đồng cần nhận thức đúng đắn về vấn đề nuôi con bằng sữa mẹ và tạo điều kiện hỗ trợ cho các bà mẹ nuôi con bằng sữa mẹ. Tỷ lệ trẻ được bú sớm trong giờ đầu đạt gần 70%, tỷ lệ trẻ được bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu đạt trên 70%. Nâng cao sức khỏe, giảm tỷ lệ tử vong mẹ và trẻ sơ sinh, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em tại vùng dân tộc thiểu số, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu cải thiện sức khỏe của đồng bào dân tộc thiểu số về thể chất và tinh thần, tầm vóc và tuổi thọ. Tiếp tục phần tin, ngày 22 tháng 5, Văn phòng Thành ủy Sơn La phối hợp với Trung tâm Chính trị thành phố tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy năm 2024. Tại lớp tập huấn, hơn 60 học viên được truyền đạt một số nội dung về công tác văn phòng cấp ủy cơ sở, nghiệp vụ công tác văn phòng như điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, quy định số 24 về thi hành điều lệ Đảng, kỹ năng trình bày thể thức văn bản của Đảng, soạn thảo các văn bản Đảng, công tác thu chi và trích nộp đảng phí, công tác văn thư lưu trữ, ứng dụng công nghệ thông tin trong nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy, cũng như một số nội dung cơ bản về công tác tham mưu tổng hợp, thẩm quyền ban hành văn bản. Thông qua hội nghị tập huấn giúp đội ngũ cán bộ làm công tác văn phòng cấp ủy nắm được những nội dung cơ bản về vai trò chức năng nhiệm vụ của mình để tham mưu giúp việc lãnh đạo chỉ đạo hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao, tăng cường vai trò hiệu quả lãnh đạo của tổ chức đảng. Ngày 22 tháng 5, Hội người cao tuổi tỉnh Sơn La tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ hội người cao tuổi về xây dựng nông thôn mới năm 2024 tại huyện Mộc Châu. Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông tin về một số thành tựu nổi bật, bài học kinh nghiệm thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của Việt Nam, các cơ chế chính sách thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của Trung ương, của tỉnh, nghị quyết chương trình, thông báo kết luận của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh về cơ chế chính sách trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nhiệm vụ của người cao tuổi các cấp trong việc triển khai phong trào thi đua Sơn La chung sức xây dựng nông thôn mới. Qua tập huấn, giúp cán bộ hội viên người cao tuổi nắm bắt và cập nhật chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước trong tổ chức thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, nâng cao kỹ năng tuyên truyền vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới ở địa phương, từ đó giúp đẩy nhanh quá trình thực hiện các tiêu chí chỉ tiêu trong xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu tại cơ sở. Ngày 22 tháng 5, tỉnh đoàn Sơn La phối hợp với huyện đoàn Bắc Yên tổ chức ngày hội tư vấn hướng nghiệp cho học sinh dân tộc thiểu số năm 2024 tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Bắc Yên. Tại ngày hội, hơn 300 học sinh dân tộc thiểu số được cung cấp thông tin về kỳ tuyển sinh năm 2024, tư vấn xu hướng lựa chọn ngành nghề, cơ hội việc làm khi tham gia thị trường lao động, thông tin về các cơ sở đào tạo, doanh nghiệp sử dụng lao động. Ngoài ra, các em học sinh còn được tham gia thuyết trình, vẽ sơ đồ tư duy định hướng nghề nghiệp trong tương lai. Qua buổi hoạt động này thì em sẽ lựa chọn cho mình sẽ tự lựa chọn cho mình một công việc phù hợp, có đủ kinh tế để chăm lo cho bản thân và phụ giúp gia đình ạ. Chương trình tư vấn hướng nghiệp cho các em học sinh là một trong những hoạt động nhằm hỗ trợ nâng cao nhận thức về học nghề, lập nghiệp, khuyến khích đoàn viên, thanh niên học nghề, trang bị kiến thức, kỹ năng, thái độ cần thiết cho học sinh. Trong thời gian vừa qua thì Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã xây dựng kế hoạch để tổ chức tư vấn hướng nghiệp cho các em học sinh dân tộc thiểu số trên địa bàn toàn tỉnh Sơn La. Qua chương trình này thì chúng tôi hy vọng rằng sẽ mang đến cho các em được những kiến thức bổ ích để giúp cho các em lựa chọn được những cái ngành nghề phù hợp với bản thân, mang lại giá trị kinh tế cho gia đình và xã hội. Thông qua ngày hội tư vấn hướng nghiệp đã trang bị cho học sinh hiểu được tầm quan trọng của việc lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai, giúp các em chọn ngành nghề, chọn trường phù hợp với sở thích, năng lực sở trường của bản thân và phù hợp với nhu cầu của xã hội. Trước nhu cầu mua sắm tiêu dùng tăng cao của người dân về các mặt hàng vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất, Đội Quản lý Thị trường số 2 huyện Mai Sơn đã và đang tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát thị trường, đảm bảo chất lượng hàng hóa lưu thông, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Triển khai kế hoạch chuyên đề kiểm tra các mặt hàng vật tư nông nghiệp năm 2024 của Cục Quản lý Thị trường tỉnh Sơn La, Đội Quản lý Thị trường số 2 khu vực Mai Sơn đã huy động lực lượng tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát thị trường đối với các mặt hàng vật tư nông nghiệp,
tập trung kiểm tra tại các cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp, các chợ đầu mối, kho bãi tập kết hàng hóa, chú trọng kiểm tra tại các vùng trọng điểm sản xuất nông nghiệp của huyện, kịp thời phát hiện xử lý sai phạm trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp, chú trọng kiểm tra điều kiện sản xuất kinh doanh, các loại hóa đơn chứng từ, chất lượng các mặt hàng vật tư nông nghiệp. Lực lượng quản lý thị trường cũng tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến nhãn hàng hóa, việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, đồng thời tổ chức tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật trong sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp, vận động các tổ chức cá nhân ký cam kết không buôn bán, vận chuyển, kinh doanh hàng cấm, hàng lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, đảm bảo chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường, phục vụ nhu cầu sản xuất nông nghiệp của nhân dân. Tại huyện Mai Sơn có tổng số 60 cơ sở chuyên kinh doanh các mặt hàng vật tư nông nghiệp. Từ đầu năm đến nay, đội quản lý thị trường số 2 đã tiến hành kiểm tra xử lý 11 vụ, phạt tiền 24,5 triệu đồng. Lỗi vi phạm chủ yếu liên quan đến việc không thực hiện niêm yết giá nơi bày bán, kho chứa thức ăn chăn nuôi, không tách biệt với nơi bán thuốc bảo vệ thực vật và phân bón. Để đảm bảo an toàn giao thông đường thủy trong mùa mưa bão năm 2024 trên địa bàn huyện Phú Yên, các cấp ngành chức năng đã và đang tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động giao thông đường thủy, góp phần hạn chế đến mức thấp nhất những vụ tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Xã Tân Phong là một xã nằm trong vùng lòng hồ Thủy điện Hòa Bình. Trong những năm qua, Ban An toàn Giao thông xã đã chú trọng đến công tác tuyên truyền luật an toàn giao thông đường thủy gắn với cuộc vận động vì bình yên sông nước, đã tập trung tuyên truyền đối với bà con nhân dân đi lại qua vùng lòng hồ sông Đà, phát áo phao cho trường tiểu học và trung học cơ sở, có các em học sinh tham gia giao thông đường thủy nội địa. Xã Tân Phong là cái xã có đưa đón học sinh qua sông, qua đò. Đây là cũng tuyên truyền cho đối với lại cán bộ giáo viên và các bậc phụ huynh và các em học sinh là khi tham gia giao thông là phải đặc biệt là phải an toàn và đặc biệt là phải mặc áo phao. Bến phà Vạn Yên là bến đò ngang chở hành khách và phương tiện qua sông do Công ty Cổ phần Quản lý và Sửa chữa Đường bộ Giao thông 2 Sơn La quản lý. Để đảm bảo cho người và các phương tiện qua sông được an toàn trong mùa mưa bão năm nay, thời gian qua, đơn vị luôn chú trọng thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp đảm bảo an toàn giao thông đường thủy. Bến phà là có phương án phòng chống bão lũ, vốn tại chỗ, anh em là đủ ca, đủ kíp trực 24/24 để phục vụ khách đi qua phà an toàn, tuyệt đối. Trước khi khách đi xe đến bến, xe lên trước, người lên sau cho nó an toàn, tuyệt đối. Để hạn chế tai nạn giao thông đường thủy, Tổ Cảnh sát Giao thông Đường Thủy, Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự, Công an huyện Phú Yên phối hợp với các cấp chính quyền địa phương, tiếp giáp với sông và các ban ngành chức năng triển khai nhiều giải pháp tích cực nhằm đảm bảo an toàn giao thông, phối hợp tổ chức tuyên truyền luật giao thông đường thủy nội địa ở các khu vực có phương tiện và người tham gia giao thông đường thủy, tổ chức kiểm tra ký cam kết và chấp hành luật giao thông đường thủy nội địa đối với 100% các chủ phương tiện, bến phà, bến đò chở khách ngang sông, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, hoạt động trên lòng hồ, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm về điều kiện an toàn kỹ thuật, thiếu trang thiết bị cứu sinh, người điều khiển phương tiện không có chứng chỉ chuyên môn phù hợp. Cho đến thời điểm hiện tại thì cơ bản được đảm bảo an toàn tuyệt đối, không có vấn đề gì xảy ra nghiêm trọng trên tuyến giao thông đường thủy. Tại thời điểm này thì mực nước sông Đà so với cùng kỳ năm ngoái thì cơ bản đảm bảo an toàn để phương tiện được lưu thông liên tục. Bên cạnh nỗ lực của ngành chức năng để bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông đường thủy, nhất là trong mùa mưa như hiện nay, chủ phương tiện và hành khách tham gia giao thông cần chấp hành nghiêm các quy định về pháp luật, đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa. Phương tiện giao thông phải đảm bảo an toàn về kỹ thuật và trang bị đầy đủ dụng cụ cứu sinh, cứu đắm. Người điều khiển phải có bằng, giấy chứng nhận chuyên môn, không chở quá tải trọng quy định. Đặc biệt khi xảy ra dông lốc, phải dừng hoạt động và neo đậu phương tiện vào nơi an toàn. Chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.